ghé Thanh Hùng sắm giày chính hãng. Bàn thắng ở phút 90+3 của cầu thủ vào sân thay người Scott McTominay đã quyết định kết quả trận đấu giữa Manchester United và Omonia. Tưởng chừng như Man United sẽ phải bất lực trước đội bóng của đảo Sheep, thì bất ngờ McTominay trở thành người hùng của đội bóng nước Anh. Dù khá nhọc nhằn, nhưng mục tiêu sau cùng là 3 điểm vẫn được hoàn thành. Man United vẫn đứng thứ hai tại bảng E với 3 điểm kém đội đầu bảng Real Sociedad, nhưng đang hơn đội thứ 3 là Sheriff tới 6 điểm. Chỉ cần giành 1 điểm trong 2 lượt trận cuối, Quỷ Đỏ sẽ có vé qua vòng bảng. Một số kết quả đáng chú ý khác tại Europa League: Betis và Roma hòa nhau 1 đều, Bodog Lim lấy thua 0-1 trước Arsenal, Lazio và Sturm hòa nhau 2 đều, Trabzonspor giành chiến thắng 4-0 trước Monaco, Real Sociedad cũng giành chiến thắng 3-0 trước Sheriff. Theo Star, nhà Glazer không muốn bán thương hiệu bóng đá toàn cầu. Họ sẽ chỉ cân nhắc nếu có một lời đề nghị đáng chú ý từ 9 tỷ bảng trở lên. Điều này sẽ khiến Manchester United trở thành đội thể thao giá trị nhất trên thế giới, vượt qua Dallas Cowboys. Đội thể thao được cho là trị giá 7,23 tỷ bảng. Tuy nhiên, Man United thực tế hiện chỉ được định giá chưa đến 3 tỷ bảng. Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe được ước tính có giá trị tài sản ròng khoảng 9,2 tỷ bảng. Nhưng đầu tuần này, ông thừa nhận rằng không nghĩ sẽ có thể mua được Man United từ nhà Glazer. Kevin De Bruyne mong muốn Liverpool thể hiện được phong độ tốt nhất trong cuộc đại chiến giữa hai đội vào cuối tuần này. Goal dẫn lời của tiền vệ người Mỹ: "Tôi kỳ vọng Liverpool sẽ trở lại phong độ đỉnh cao. Dù đã mất nhiều điểm nhưng họ vẫn là Liverpool. Tôi kỳ vọng họ sẽ chơi tốt. Tôi thích những trận cầu lớn với bầu không khí tuyệt vời. Thật khó khăn phải thi đấu trên sân của một đội trong nhóm Big Six. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi tốt trong nhiều năm qua." Thời điểm này, Man City được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Liverpool. Đội bóng của Pep Guardiola có phong độ ổn định với 9 trận bất bại, giành 23 điểm và đã đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Thái độ ngô sao khiến Mbappe làm mất lòng không ít đồng đội tại PSG. Theo L'Equipe, hiện tại chỉ có 4 đồng đội ủng hộ tiền đạo người Pháp. Những cái tên này là Kimpembe, Mukiele, Ekitike và Hakimi. Trong số này, Mukiele và Ekitike là hai tân binh vừa gia nhập ở kỳ chuyển nhượng hè. Đa phần những trụ cột như Messi, Neymar, Marquinhos, Verratti đều cảm thấy bất bình trước cách hành xử của Mbappe. Đặc biệt, L'Equipe cho hay Neymar rất tức giận khi biết rằng Mbappe có tác động tới PSG bán anh trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Tuy nhiên, thương vụ không thể diễn ra do những ràng buộc về hợp đồng giữa đôi bên. Theo tờ Le Parisien của Pháp, Ronaldo đang ủng hộ đồng đội cũ Benzema, người được cho là sẽ nhận danh hiệu quả bóng vàng. Benzema là ứng viên số 1 giành quả bóng vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp sau khi cùng Real Madrid vô địch La Liga và Champions League mùa trước. Ronaldo đóng vai chính cùng với Benzema tại hàng công của Real Madrid từ năm 2009 đến 2018. Và cặp đôi này trở thành một trong những người bạn tốt trong thời gian họ chinh chiến bên nhau. Người ta tin rằng Ronaldo muốn chứng kiến người đồng đội cũ của mình giành quả bóng vàng. Nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha tham dự buổi lễ vào tối thứ hai, đây sẽ là lần đầu tiên anh làm như vậy kể từ năm 2017. Ronaldo đã không có mặt tại những buổi lễ năm 2018, 2019 và 2021 khi biết mình không nhận giải thưởng. World Cup 2022 sẽ chỉ còn hơn một tháng nữa diễn ra. Trong khi đó, Di Maria là trụ cột không thể thay thế nơi tuyến tiền vệ của những vũ công tango. Anh nhanh chóng báo tin vui cho người hâm mộ đội tuyển Argentina. Chấn thương mà tiền vệ của Juventus gặp phải không quá nghiêm trọng. Anh sẽ chỉ mất khoảng 3 tuần để điều trị. Nếu mọi chuyện tiến triển nhanh, Di Maria sẽ vẫn có hơn một tuần nhằm lấy lại thể trạng tốt nhất cho World Cup 2022. World Cup 2022 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Di Maria. Mục tiêu của anh cùng với đội tuyển không gì khác ngoài việc chinh phục chức vô địch. Tờ L'Equipe cho biết Mbappe chính là trung tâm khiến nội bộ PSG rạn nứt và anh ngày càng được ít đồng đội ủng hộ trong phòng thay đồ. Sự việc được đẩy lên cao trào khi mới đây Mbappe muốn rời câu lạc bộ càng sớm càng tốt, cụ thể là ngay kỳ chủ nhiệm mùa đông sắp tới. Lý do là vì Mbappe cảm thấy bị ban lãnh đạo phản bội. Trước những thông tin bủa vây con trai thời gian qua, bà Lamari đã đăng đàn bảo vệ Mbappe, khẳng định chân sút người Pháp chỉ là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ buộc anh phải tìm đường rời PSG.
mẹ của Mbappe đăng tải trên mạng xã hội với dòng nội dung: tính lợi ích của thông tin đã khiến Kylian bị phỉ báng. Bằng chứng là tất cả đều đang dẫn đầu một chiến dịch bôi nhọ khiến Kylian chán ghét và đẩy thằng bé ra đi.